Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tâm Đức Mobile. Chị ơi, em có nên mua iPhone X Max không? Ok, hôm nay mình sẽ chỉ ra 10 lý do nên mua em iPhone X Max trong năm 2024 và 3 lý do không nên mua iPhone X Max trong năm 2024 nha. Còn bây giờ thì vào video với mình thôi. Đầu tiên nên mua em iPhone X Max này là về phần máy ảnh của nó sẽ tốt hơn. Chất lượng camera trên em iPhone X Max thì đã được cải tiến rất là nhiều nhờ vào cái cảm biến chính 12 megapixel được nâng cấp. Mặc dù thì cái ống kính của nó vẫn có khẩu độ là f1.8 nhưng điểm ảnh đã lớn hơn đáng kể, tăng lên 1.4 m. Thêm vào đó là cái việc là bạn có thể chụp hình xóa phông này, nhưng sau đó có thể điều chỉnh lại độ mờ của nền. Ngoài ra thì còn có thể thêm tính năng Smart HDR nhờ vào con chip Apple A12 Bionic. Nó cho phép chụp nhiều lúc bức ảnh, nhiều bức ảnh cùng một lúc, và từ đó sẽ chọn ra được những bức ảnh thích hợp nhất. Cuối cùng là việc quay video cũng sẽ tốt hơn và nó có thể ghi lại những cái âm thanh nổi. Thứ hai để chọn mua em iPhone X Max này đó chính là về vi xử lý mạnh hơn. Để về con chip Apple A12 Bionic mới sẽ mang lại hiệu năng tốt hơn 15% so với con chip Apple A11 trên 2 lõi xử lý tác vụ hiệu năng, trong khi 4 lõi xử lý tác vụ nhẹ sẽ giảm hiệu năng tiêu thụ khoảng 50%. Ngoài ra thì cái đồ họa GPU cũng có hiệu năng cao hơn 50% so với cái tế hiệu con chip cũ. iPhone X Max và iPhone X thì cũng có bộ nhớ RAM lớn, cực kỳ lớn luôn, lên đến là 4GB RAM. Đây là hai mẫu iPhone đầu tiên mà được trang bị bộ nhớ cái RAM nó lớn như vậy. Còn đối với những các dòng khác thì mình không nói, nhưng mà đối với em iPhone X Max và em iPhone X thì nó được trang bị RAM. Đây là RAM đầu tiên là cực kỳ lớn, là đến 4GB RAM. Bởi vì trước những cái dòng như là 7 Plus, 8 Plus thì em nó chỉ có tối thiểu là 3GB RAM thôi, sẽ không có thể nào mà lên tới được 4GB RAM. Thứ ba đó chính là kích thước màn hình siêu lớn. Tất cả những cái điểm nhấn trên em iPhone X Max đó là về phần màn hình OLED của nó lên tới là 6.5 inch. Thì đây là một chiếc iPhone có màn hình lớn nhất từ trước tới nay. Nó sẽ giúp cho người dùng iPhone X Max của chúng ta sẽ dùng để giải trí này, xem phim này hay là chơi game. Nhưng mà chúng ta dùng iPhone X Max để chơi game, giải trí thì nó sẽ nét này, đẹp hơn này. Và cái phần là cái màn hình của nó to như vậy nên nó sẽ dễ chịu hơn với nhiều bạn, nhiều người dùng. Nhiều người thì thường thích là những cái con máy to để mình có thể xem được đã và xem được nhiều những cái đẹp hơn. Đối với màn hình mà nó hơi nhỏ giống như là iPhone 8 Plus này chỉ có màn hình 5.5 inch thôi thì nó vẫn là hơi nhỏ so với cái bàn tay của người, thì đối với em iPhone 6.5 inch, iPhone X Max mà có màn hình là 6.5 inch như vậy thì là quá là tốt, quá là đủ rồi. Thứ mà mình kể đến đó chính là độ phân giải của màn hình nó cũng sẽ cao hơn. Đối với em iPhone X Max này có màn hình lớn hơn và độ phân giải nó cũng sẽ tốt hơn. Mặc dù vậy, iPhone X Max cũng có độ mật điểm ảnh lên tới là 458 ppp, tương ứng với lại iPhone X, nhưng cao hơn so với em iPhone Plus, so với em iPhone 8 Plus. Nghĩa là nó sẽ cao hơn so với em iPhone 8 Plus thôi, còn điểm ảnh của nó sẽ vẫn bằng với em iPhone X và XS. Điều thứ năm đó chính là thời lượng pin của nó cũng khá là lớn. Đối với em iPhone X Max này thì được Apple hứa hẹn có thời lượng pin cao hơn so với em iPhone 8 Plus và đã thử nghiệm thực tế cho thấy điều đó. Thì đối với em iPhone X Max này của chúng ta thì do đến năm 2024 này nó có thể sử dụng được cho chúng ta tầm khoảng là một ngày chúng ta phải sạc tối đa tầm khoảng là 2 đến 3 lần trên một ngày. Nếu như mình phải dùng nhiều, mình chơi game nhiều thì mình sẽ sạc tầm khoảng 3 lần. Còn nếu mà mình chỉ sử dụng những cái tác vụ nhẹ nhàng thôi thì chỉ cần khoảng 2 lần trên một ngày thôi. Thứ 6 để chúng ta có thể lựa chọn em iPhone X Max này là gì? Đó chính là bộ nhớ trong dung lượng cực kỳ lớn. Đã qua rồi cái thời mà những em iPhone khác chỉ có dung lượng khoảng 16GB thôi. Đối như là em iPhone 6 thường chỉ có đúng dung lượng là 16GB. Ngày nay thì tất cả với các dòng em iPhone X Max, dung lượng thấp nhất của chúng là 64GB và cao nhất cho chúng ta lên tới là 512GB. Chúng sẽ có 3 loại dung lượng là 64GB, 256GB và 512GB, thoải mái cho mọi người để lưu trữ. Tất nhiên rồi, nếu như bạn chọn những cái dung lượng cao thì giá nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Nếu bạn chọn những cái dung lượng khoảng 64GB thôi thì giá nó sẽ tầm. Còn đối với những mà mình chọn cái dung lượng cao hơn là 512GB để thỏa thích lưu trữ dung lượng mà không lo tình trạng là bị hết dung lượng này thì quá là tốt luôn. Nếu như mình phải sử dụng nhiều thì mình nên chọn những cái bạn mà ghi cao. Còn nếu các bạn không sử dụng nhiều thì mình nên chọn những cái bạn ghi thấp, ghi vừa thôi.
không nhất thiết là phải chọn ghi cao quá, bởi vì nếu mà thừa ghi thì cũng chẳng làm được gì cả mà cũng phí tiền nữa. Thứ bảy mà chúng ta nên chọn em iPhone XS Max này đó chính là nó có thêm màu vàng gold mới ở trên em iPhone XS Max này. Cái năm mà em iPhone X ra đời thì nó chỉ có màu bạc này, màu xám đen. Vì vậy nên là năm nay, cái năm mà em iPhone XS Max này ra đời thì nó đã có lựa chọn thêm màu vàng đối với em iPhone XS Max này, sẽ trở nên thú vị hơn cho những bạn nào mà mình thích màu vàng. Và các biến thể màu vàng thì thực sự nó sẽ trông cuốn hút hơn. Đặc biệt nó còn thêm là bộ khung thép không dỉ và mặt kính bóng bẩy ở phía sau nữa. Đối với những cái em như là em 7 Plus thì nó chỉ là viền nhôm, khung nhôm thôi, nó sẽ không thể nào mà bóng bẩy, không thể nào mà đẹp được bằng với em iPhone XS Max này. Và đặc biệt hơn là em iPhone XS Max này còn có màu vàng. Còn hiện tại trên tay mình đây đang cầm là em iPhone XS Max màu trắng nha. Thứ 8 mà chúng ta đang chọn em iPhone XS Max này, nó có tính năng thêm là tính năng chống bụi và kháng nước IP68. Apple đã trang bị chuẩn chống nước IP67 cho iPhone 8 và 8 Plus và iPhone X. Còn đối với thế hệ mà em iPhone 2018 này thì Apple đã nâng cấp lên IP68 để bảo vệ tốt hơn. Với chuẩn IP67 thì chiếc iPhone sẽ sống sót nếu bị ngâm ở độ sâu khoảng 1 mét nước trong vòng 30 phút. Nhưng nếu như chuẩn với IP68, cơ hội sống sót ở bên trong nước thì nó sẽ lâu hơn, sâu hơn. Nó với độ sâu là khoảng 1,5 mét nước trong vòng 30 phút. Bởi vậy nếu bạn thường xuyên dùng iPhone ở hồ bơi thì iPhone XS Max này là một lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn, bởi vì nó có thể chống nước được với độ sâu là 1,5 mét nước. 9 là về mặt kính của nó sẽ được bền bỉ hơn. Apple cho biết là mặt kính phủ trên các model iPhone mới là loại kính tốt nhất từng được sử dụng trên các smartphone. Điều này có nghĩa là mặt kính này có thể chịu lực tốt hơn so với iPhone thế hệ cũ. Cuối cùng mà chúng ta cần biết đến khi mua em iPhone XS Max này đó chính là được dùng nhiều SIM hơn cùng một lúc. Thêm một lý do mà nhiều người sẽ chọn về em iPhone XS Max đó chính là được hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Nó sẽ tăng sự tiện lợi hơn cho người dùng. Đối với những cái phiên bản từ em iPhone X trở lên thì chúng nó được hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng rồi. Một SIM là SIM vật lý và một SIM là SIM e. SIM e thì chúng ta sẽ ra nhà mạng, nó sẽ được kích hoạt thẳng vào trong máy luôn. Còn SIM vật lý là chúng ta lắp như bình thường, SIM nhựa bình thường. Thì mình cũng đã nói qua về 10 lý do chúng ta nên mua em iPhone XS Max này trong năm 2024. Thì bây giờ sẽ là 3 lý do không nên mua em iPhone XS Max này trong năm 2024. Lý do đầu tiên đó chính là giá thành của em nó hiện tại vẫn còn đang hơi cao. Có như bạn bảo là giá của nó vẫn còn hơi cao, nếu như mà chọn thì các bạn sẽ chọn những em như là 11 thường chứ không chọn em iPhone XS Max này. Nhưng mấy cái Max và 11 thường thì hiện tại Tết Mobile đang bán với giá là bằng nhau thôi, nên các bạn yên tâm nha. Về giá thì không có độ gì mà chênh lệch nhau cả. Lý do thứ hai chúng ta không nên mua em iPhone XS Max này đó chính là máy có kích thước khá là lớn so với nhiều người dùng. Nếu bạn sở hữu một chiếc iPhone phiên bản Plus thì kích thước của iPhone XS Max sẽ không thể thành vấn đề, do kích thước của iPhone XS Max cũng tương đương với những em iPhone 8 Plus mà thôi. Nhưng nếu mà bạn đã có thói quen dùng từ một mẫu iPhone tầm khoảng là 4.7 inch thì bạn sẽ mất khá là nhiều thời gian để làm quen. Có thể như là gần những cái thao tác bạn sẽ phải sử dụng bằng hai tay. Những em này nó sẽ hơi bất tiện một tí là chúng ta phải sử dụng thao tác bằng hai tay này. Chúng ta không thể sử dụng bằng một tay giống như em iPhone 11 thường này hay là em iPhone XS được. Với những em này nó còn nhỏ gọn. Còn đối với em iPhone XS Max này là màn hình nó to thật sự luôn, nên nó sẽ không thể nào mà thao tác được bằng một tay. Thứ cuối cùng mà người dùng không thích về em iPhone XS Max này đó chính là nó không có cảm biến vân tay. Những người quyết định không mua iPhone XS Max bởi vì nó không có cảm biến vân tay thì bây giờ chắc là vẫn đang tiếp tục chờ đợi những cái thế hệ iPhone mới hơn để nó có vân tay. Nhưng mà thật tiếc với các bạn, bởi vì là từ dòng iPhone 8 Plus trở đi, từ dòng iPhone X trở đi là nó đã xóa bỏ hoàn toàn nút home truyền thống ở trên các con máy này rồi, nên sẽ không còn nút home nữa. Những dòng iPhone mới hơn, kể cả là iPhone 16 ra mắt này hay là iPhone 15, hiện tại iPhone 15 cũng đã có rồi, và iPhone 16 thì tầm khoảng tháng 9 năm 2024 này nó sẽ ra mắt, nó cũng sẽ không có nút home truyền thống đâu, và nó cũng sẽ không có cảm biến bằng vân tay cho mình nữa. Theo như mình thấy thì cái công nghệ Face ID này nó cũng tốt mà, nó sẽ nhanh hơn. Cái này nó chỉ có điều là mọi người lo sợ là nó quét bằng cái bọng mắt của mình thì đôi khi nó sẽ không đúng. Nhưng cái này thì không phải nha, mọi người chỉ cần thao tác giống mình thôi. Đây, mọi người chỉ cần bấm vào phần Face và mật mã. Mọi người bấm mật khẩu này. Sau đó thì mình sẽ lựa chọn là yêu cầu chú ý cho Face đi.
và tính năng nhận biết sự chú ý thì nó sẽ chỉ quét đúng cái bọng mắt của mọi người thôi. Dù là bọng mắt của ai vào chung thì nó cũng sẽ không thể nào mà quét được. Vừa rồi là mình cũng đã nói 10 lý do nên mua em iPhone X Max cho năm 2024 và 3 lý do không nên mua em iPhone X Max cho năm 2024 rồi. Còn theo như mình giá thì em iPhone X Max này còn đáng mua cho năm 2024 không? Thì theo như mình thấy là với tầm giá tầm khoảng là 7 triệu thì nó vẫn còn đáng mua cho năm 2024. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình trong ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để lại cho mình một lượt like, một lượt share và một bình luận phía dưới cho mình biết về nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.